Chúng phải ủng hộ sự tỉnh thông vai, kính cẩn thánh bái. Trong trời đất có tạo người, có đạo âm dương sao hòa, vạn vật sinh vật, vạn vật sinh sôi. 30 đế tuổi thì tác thành đôi lửa vợ chồng. Hôm nay thay mặt các cơ trẻ, ông khấu đầu thành tân cầu xin hiếu ông Lai Lâm chứng minh chứng sáng, xót thương cho họ vì nhân dân riêng trăm năm chưa đến, mà phù độ thân gì. Sau là có được hôn nhân như thế này, bắt khấu đầu thành tâm cầu xin hiếu ông Lai Lân chứng minh chứng sáng, phù hộ độ trì cho các đôi vợ chồng trăm năm hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, gia đạo bình an. Nhân đây con cũng xin hiếu ông giáng linh vào sở tơ hồng và các cô nữ hương có mặt trong buổi lễ hôm nay để thay tơ hồng thành một cát tường, phù hộ độ trì cho các đôi nữ hương có tình duyên được vuông tròn như ước nguyện, cho họ đạt được người tâm đầu ý hợp, thành vợ thành chồng, con cái đông đủ phụng hòa, sống với nhau để chọn đời vui vẻ khỏe mạnh, mãi mãi bình an. Năm đôi lên kia mình đi. Đi Thank you.
nào các đội sau hơi di chuyển sang cả phía bên kia đây là đúng rồi, di chuyển vào trong đi, di chuyển lên trên, các đội trên này, các đội trên này lên trên đấy. Ok vừa đủ. Các đôi này di chuyển xen giữa vào sang bên hàng bên kia đấy ạ, bên kia còn trống nhiều lắm ạ, mấy đôi này đi ra bên kia đứng đấy ạ, đứng vào trong trong kia trống nhiều lắm ạ. Di chuyển đấy, các đôi di chuyển vào trong ra góc kia còn trống rất nhiều, di chuyển một không sang bên này. Rồi. Đông rồi. Đấy. Đông rồi.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo video mới nhất từ kênh của mình nhé. Chào các bạn.